công tác ba tại chỗ của các nhà máy Hậu Giang, Chu Lai, Hà Nam. Nhà máy No. 1 Hậu Giang chuẩn bị được 218 chỗ ở cho nhân viên lưu trú tại nhà máy, chuẩn bị đầy đủ khu ăn uống, chỗ ở, tắm giặt, phơi đồ, xịt khử khuẩn thường xuyên hàng ngày, nhân viên luôn thực hiện nghiêm sát khuẩn tay khi đi ăn, quét vân tay hay sản xuất, làm việc. Về thực hiện 5K, các nhân viên có ý thức tuân thủ, tuy nhiên vấn đề khoảng cách còn cần được nhắc nhở thêm do vẫn còn quen với cách làm việc cũ. Sản xuất giữ ổn định và đúng theo kế hoạch của cấp trên đưa xuống. Các đầu bếp bổ sung bây giờ đã được nâng cao tay nghề tương đương với bếp chính, được thể hiện qua các món ăn được chế tác từ nguồn thực phẩm tiếp tế từ nhà máy Bình Dương. Chu Lai sẵn sàng cho việc thực hiện 3 tại chỗ. Nhà máy Chu Lai đã thực hiện tổng 250 chỗ ở lại sẵn cho nhân viên. Mỗi chỗ được setup gồm mùng, chiếu, gối, quạt cây. Nhà máy sẵn sàng, nếu có chỉ thị đưa xuống sẽ lập tức cung cấp đầy đủ về nơi lưu trú cho cán bộ công nhân viên nhà máy. Hiện tại, sản xuất nhà máy vẫn hoạt động bình thường theo đúng tiến độ đề ra. Tại nhà máy No. 1 Hà Nam, hoạt động sản xuất vẫn duy trì ổn định. Nhà máy luôn thực hiện nghiêm 5K theo chỉ thị của Bộ Y tế và từ công ty đưa xuống. Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, HAS Admin The Beauty Manager chia sẻ, bên mình vẫn sản xuất ầm ầm, chưa bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các nhân viên nhà máy Hà Nam sẽ được tiêm mũi thứ 2 vaccine Covid-19 từ tuần thứ 2 của tháng 8. Chúc anh chị em các nhà máy luôn giữ sức khỏe, đảm bảo tuân thủ 5K để sản xuất tốt, vượt mục tiêu đề ra.